Giá xe của Honda CRV 2022 tháng 8 năm 2022 sau khi được khuyến mãi giảm giá lên tới 70 triệu đồng. Honda CRV 2022 sẽ được khuyến mãi từ 65 đến 70 triệu đồng tùy từng phiên bản. Dưới đây là thông tin chi tiết chương trình và giá lăn bánh của mẫu xe này trong tháng 8. Honda CRV 2022 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời sản phẩm thuộc thế hệ thứ 5, không chỉ sở hữu thiết kế mới hiện đại, nội thất tiện nghi Honda CRV 2022 còn được trang bị hệ thống an toàn tiên tiến Honda Sensing. Honda CRV là một trong những mẫu xe được khách hàng ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là một trong hai mẫu xe chủ lực về doanh số của hãng xe tới từ Nhật Bản. Từ đầu tháng 8 năm 2022, Honda CRV đã được các đại lý giảm giá tiền mặt từ 65 đến 70 triệu đồng ở tất cả các phiên bản. Như vậy phiên bản Honda CRV 1.5 e có giá thực tế khoảng 928, 933 triệu đồng. Phiên bản 1.5G khoảng 978-983 triệu đồng. Phiên bản 1.5L khoảng 1.048-1.053 tỷ đồng. Phiên bản LSE khoảng 1.068-1.073 tỷ đồng. Honda CRV 2022 hiện đang được phân phối tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản cùng mức giá lần lượt là: Phiên bản 1.5e là 998 triệu đồng. Phiên bản 1.5G là 1.048 tỷ đồng phiên bản 1.5 lít là 1,118 tỷ đồng. Phiên bản LSE là 1,138 tỷ đồng. Khách hàng muốn cầm lái một cách hợp pháp một chiếc Honda CRV 2022 mới trên phố, thì khách hàng không chỉ phải trả tiền mua xe ban đầu mà còn phải trả thêm một số tiền thuế, phí bắt buộc tùy theo hộ khẩu thường trú, thường được gọi là giá lăn bánh. Cụ thể, giá lăn bánh một mẫu ô tô nói chung và Honda CRV 2022 nói riêng, gồm những chi phí chính như giá xe, lệ phí trước bạ, tiền biển số, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, các chi phí đăng kiểm và phí đường bộ, phí dịch vụ. Như vậy có thể thấy thuế phí ở các địa phương khác nhau khá lớn. Hà Nội và bảy tỉnh thành khác như Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ áp dụng mức lệ phí trước bạ cao nhất cả nước là 12%. Tiếp đó là Hà Tĩnh có mức phí trước bạ là 11%. Riêng thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực còn lại chỉ áp dụng mức lệ phí trước bạ 10%. Trong khi đó, tiền biển số ô tô dưới 9 chỗ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng. Các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh và thị xã có tiền biển số là 1 triệu đồng, các khu vực còn lại là 200.000 đồng. Chính sự khác biệt về phí trước bạ và tiền biển số khiến cho cùng một mẫu xe đăng ký ở các địa phương khác nhau có giá lăn bánh chênh lệch hàng chục triệu đồng. Dưới đây là giá lăn bánh Honda CRV 2022 tại Hà Nội sau khi tính tổng các loại thuế, chi phí thì giá lăn bánh Honda CRV là 1,143 tỷ đồng đối với bản 1.5E, 1,199 tỷ đồng đối với bản 1.5G, 1,277 tỷ đồng đối với bản 1.5L và 1,3 tỷ đồng đối với bản LSE. Sau khi trừ khuyến mãi tại đại lý, giá lăn bánh Honda CRV 2022 tại khu vực Hà Nội sẽ thấp hơn, các mức giá trên từ 65 đến 70 triệu đồng. Tại 7 tỉnh thành có cùng mức lệ phí trước bạ như Hà Nội bao gồm Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ, mẫu xe này ở từng phiên bản có giá thấp hơn Hà Nội, từ 19 đến 19,8 triệu đồng do tranh lệch tiền biển số. Trong khi đó, giá lăn bánh Honda CRV 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi tính tổng các loại thuế, chi phí thì giá lăn bánh Honda CRV là 1,123 tỷ đồng đối với bản 15E, 1,178 tỷ đồng đối với bản 5 g 1,255 tỷ đồng đối với bản 1.5L và 1,277 tỷ đồng đối với bản LSE. Sau khi trừ khuyến mãi tại đại lý, giá lăn bánh Honda CRV 2022 tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thấp hơn, các mức giá trên từ 65 đến 70 triệu đồng. Về ngoại hình, Honda CRV 2022 có kích thước tổng thể tương ứng lần lượt là chiều dài 4.623 mm, chiều rộng 1.855 mm, chiều cao 1.679 mm chiều dài cơ sở đạt 2.660mm. Hệ thống đèn xe trên CRV trên bản E chỉ là đèn halogen projector, đèn sương mù dạng LED. Trong khi, hai bản cao cấp G và L trang bị đèn pha LED tích hợp tính năng điều chỉnh tự động, điều chỉnh góc đánh lái tự động. Phía đuôi xe là bóng đèn hậu dạng LED hình chữ L. Honda CZ-V 2022 có cản trước, lưới tản nhiệt, cản sau được làm mới, đi cùng chụp ống xả hình thang cho ngoại thất mạnh mẽ hơn. Nhìn từ bên hông xe, những đường nét chrome chạy dọc thân xe đi cùng thiết kế la răng, mới giúp chiếc xe cứng cáp mạnh mẽ và hiện đại hơn. Đặc biệt, cốp xe không chỉ chỉnh điện mà nay còn có tính năng đá chân mở cốp tiện dụng. Nội thất của xe tiếp tục kế thừa những ưu điểm của phiên bản trước với ghế da, ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng, cửa sổ trời toàn cảnh. Đặc biệt, bản cao cấp nhất này còn có sạc không dây hoạt động khá nhạy. Riêng màn hình cảm ứng 7 inch kết nối Apple CarPlay trên Android Auto nếu được mở rộng tràn viền thì sẽ hoàn hảo hơn. Honda CRV 2022 được trang bị tiêu chuẩn tính năng an toàn Honda Sensing. Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến lần đầu ứng dụng trên dòng xe ô tô Honda tại Việt Nam. Hệ thống bao gồm 5 công nghệ hiện đại. Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, CMBS. Hệ thống đèn pha thích ứng tự động, AHB. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm giải tốc độ thấp, ACC with LSF. Hệ thống giảm thiểu trạch làn đường giờ DM hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, LKAS. Ngoài những trang như cảm biến lùi ở phiên bản cao cấp cũ, Honda đã nâng cấp tính năng tính năng tự khóa cửa khi ra khỏi vùng cảm biến, và cảnh báo chống buồn ngủ ở tất cả các phiên bản. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ quan sát làn đường đều có ở các phiên bản cao. Động cơ của Honda CRV 2022 vẫn là khối động cơ tăng áp 1,5 lít, công suất cực đại 188 mã lực tại 5.600 vòng trên phút mô men xoắn cực đại 240 N tại giải vòng tua từ 2.000 âm 5.000 vòng trên phút, đi cùng hộp số tự động vô cấp CVT ứng dụng công nghệ Earth Dream Steel hao nhiên liệu, trong điều kiện thử nghiệm đường hỗn hợp của xe ở mức 6,9 lít trên 100 km. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.